Chào các bạn, tôi tên là Melissa May. Trong video ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một phương thức xây dựng việc kinh doanh theo mạng với số vốn đầu tư rất nhỏ. Nội dung của video này là về việc làm thế nào để bạn có thể làm ra tiền với hình thức kinh doanh theo mạng, hay cụ thể hơn là những con số hoạt động như thế nào. Các tập đoàn kinh doanh theo mạng tạo ra hàng tỷ đô la mỗi năm trên toàn thế giới. Và khi bạn quyết định hợp tác với một công ty có danh tiếng, công ty đó sẽ cung ứng cho bạn toàn bộ cơ sở vật chất, làm công việc sản xuất sản phẩm, bỏ ra toàn bộ số tiền đầu tư và nhận tất cả mọi rủi ro có thể xảy ra. Công việc duy nhất mà bạn phải làm đó là xây dựng một hệ thống người và kết nối họ với công ty và sản phẩm của công ty đó. Điều mà tôi sắp chia sẻ với bạn đây là một mô hình mà bạn có thể sử dụng để xây dựng một mạng lưới với hàng chục nghìn người trong kinh doanh theo mạng. Thật sự, mô hình này rất đơn giản, nhưng bạn hãy chú ý rằng tôi nói đơn giản chứ không phải dễ dàng. Vì nếu bạn muốn mô hình này hoạt động có hiệu quả, bạn cần phải có sự quyết tâm. Trong 6 tháng tới, bạn cần phải quyết tâm làm ít nhất 3 việc cơ bản sau đây. Thứ nhất, bạn cần chắc là bạn mua để sử dụng hoặc bán ít nhất 100 đô la sản phẩm mỗi tháng. Bạn hoàn toàn có quyền lựa chọn sản phẩm mà bạn muốn mua trong số hàng trăm sản phẩm mà công ty có. Hãy chắc là bạn tham vấn với người bảo trợ của bạn để nhận được lời khuyên lựa chọn sản phẩm nhé. Thứ hai, bạn kết nối hoặc bảo trợ ít nhất 3 người mới mỗi tháng vào công ty. Và cuối cùng, bạn cần hướng dẫn mỗi người đó thực hiện chính xác những gì mà bạn đang làm. Có nghĩa là mọi người nằm trong downline của bạn đều đang thực hiện cùng một công việc giống nhau. Sau đây, tôi sẽ cho bạn thấy điều gì sẽ xảy ra khi bạn đã thực hiện 3 bước đơn giản trên. Tôi chắc rằng bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên khi thấy bạn có thể phát triển việc kinh doanh từ rất nhỏ đến rất rất lớn nhanh như thế nào. Trước hết, hãy nhìn vào tháng thứ nhất của bạn. Bạn bảo trợ 3 nhà phân phối mới vào tầng thứ nhất của mình. Hãy giả sử 3 nhà phân phối đó đạt được doanh số sản phẩm mỗi người là 300 đô la. Khi cộng lại với doanh số cá nhân của bạn, doanh số nhóm của bạn sẽ là 400 đô la. Ở tháng thứ 2, bạn biết rằng mỗi tháng bạn đã có 400 đô la doanh số nhóm vì công ty có sẵn một chương trình tự động gửi hàng đến nhà phân phối mỗi tháng. Để giải thích rõ hơn, sản phẩm mà bạn chọn hàng tháng sẽ được tự động gửi đến bạn cũng như mọi nhà phân phối trong nhóm của bạn. Chương trình tự động gửi hàng của chúng tôi đem lại cho bạn giá trị rất lớn vì bạn sẽ tiết kiệm được chi phí nhận hàng tận nơi và được tích lũy điểm để đổi lấy sản phẩm sau này. Bên cạnh đó, một sự ổn định lâu dài cho hệ thống của bạn cũng sẽ hình thành khi mọi người trong nhóm bạn đều tự động nhận sản phẩm hàng tháng. Hãy quay trở lại với mô hình của chúng ta nhé. Vào tháng thứ 2, bạn cần bảo trợ 3 nhà phân phối mới vào hệ thống. Nhưng bên cạnh đó, bạn cũng nhận được một phần đòn bẩy hỗ trợ vì mỗi người mà bạn đã bảo trợ vào tháng trước cũng sẽ bảo trợ 3 người vào hệ thống giống như bạn đang làm vậy. Tóm lại, tại thời điểm này, bạn sẽ có 6 nhà phân phối ở tầng thứ nhất của bạn với doanh số 600 đô la và 9 nhà phân phối khác ở tầng thứ hai với doanh số nhóm 900 đô la. Nếu cộng tất cả với doanh số cá nhân của bạn, bạn sẽ có tổng doanh số nhóm là 1.600 đô la. So sánh với điều kiện trong chính sách hoa hồng của chúng tôi, bạn đã hội đủ điều kiện để được xét danh hiệu quản trị viên và đó cũng là bước đầu tiên trên con đường trở thành nhà lãnh đạo của bạn. Những gì xảy ra trong tháng thứ 3 sẽ thật sự rất tuyệt vời. Bạn biết chắc rằng bạn sẽ có 1.600 đô la doanh số cho tháng này vì chương trình tự động gửi hàng của chúng tôi. Hãy chú ý nhé! Bạn sẽ bảo trợ 3 nhà phân phối vào hệ thống. Đồng thời, 3 người mà bạn trực tiếp bảo trợ trong tháng thứ 2, mỗi người cũng sẽ bảo trợ 3 người khác. Và điều tương tự sẽ xảy ra với 3 người mà bạn đã trực tiếp bảo trợ trong tháng thứ nhất. Bên cạnh đó, 9 người ở tầng thứ 2 của bạn cũng sẽ bảo trợ 3 người mới vào hệ thống. Tóm lại, hệ thống của bạn sẽ có 9 nhà phân phối ở tầng thứ nhất, 27 nhà phân phối ở tầng thứ 2 và 27 nhà phân phối ở tầng thứ 3. Bạn cũng nên nhận thấy rằng 3 trong số 9 nhà phân phối ở tầng thứ nhất của bạn cũng đã hội đủ điều kiện để được xét danh hiệu quản trị viên. Đồng thời, doanh số nhóm của bạn đạt 6.300 đô la, vượt xa điều kiện mà công ty yêu cầu để chính thức trở thành quản trị viên. Giờ đây, chỉ sau 90 ngày,
Bạn đã xây dựng được một nền tảng vững chắc cho một hệ thống bán hàng đang sắp bùng nổ. Hiệu quả đòn bẩy hay sự nhân bản sẽ đem lại một hiệu quả vô cùng lớn. Để tôi giải thích cho bạn hiểu tại sao, tôi sẽ cần phải sử dụng một mô hình với quy mô nhỏ hơn thực tế, vì sẽ không có đủ chỗ trên màn hình này để biểu thị cho số lượng người mà chúng ta đang làm phép tính ở đây. Bạn có nhớ rằng ở tháng thứ nhất, bạn chỉ có 3 người ở tầng thứ nhất của mình. Tháng thứ hai, bạn có 6 người ở tầng thứ nhất và 9 người ở tầng thứ hai, vân vân. Hãy xem điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta bước vào tháng thứ tư. Với hệ thống giao hàng tự động, bạn biết rằng tháng đó bạn sẽ có sẵn doanh số bằng với doanh số mà bạn đã đạt được trong tháng thứ ba. Bạn bảo trợ 3 người vào tầng thứ nhất. Mỗi người ở tầng thứ nhất trong tháng trước sẽ bảo trợ 3 người. Mỗi người ở tầng thứ hai trong tháng trước sẽ bảo trợ 3 người. Mỗi người ở tầng thứ ba trong tháng trước sẽ bảo trợ 3 người. Và vì bạn đã đạt danh hiệu quản trị viên, bạn có quyền nhận được hoa hồng dành cho quản trị viên theo chính sách của công ty. Hãy nhìn vào số tiền mà bạn có thể nhận được trong tháng thứ tư này. Tôi sẽ không giải thích từng chi tiết trong chính sách hoa hồng ở đây, vì điều đó sẽ mất đến hơn 15 phút để thực hiện. Nhưng sau khi xem video này, bạn có thể tự tìm hiểu chính sách hoa hồng để hiểu rõ hơn những gì mà tôi áp dụng vào phép tính ở đây. Tại thời điểm này, bạn được nhận thưởng từ 3 nhóm thành viên như sau. Đầu tiên là những nhà phân phối ở tầng thứ nhất của bạn. Tiếp theo là hoa hồng dành cho quản trị viên với 19% trong tổng doanh số nhóm của bạn, hiện tại là 25.500 đô la. Bên cạnh đó, bạn còn nhận được một số hoa hồng từ lợi nhuận của công ty với một số điều kiện nhất định, mà trong trường hợp hiện tại của bạn nhận được 15 điểm. Tôi xin nhắc lại với bạn là đừng bận tâm về những thuật ngữ mà tôi đang sử dụng. Bạn sẽ hiểu rõ hơn khi bạn nghiên cứu về chính sách hoa hồng của công ty. Điều duy nhất mà tôi muốn bạn thấy đó là thu nhập mà bạn có thể nhận được chỉ sau 4 tháng sử dụng mô hình nhân bản, 6.405 đô la một tháng. Con số đó tương đương với 76.000 đô la một năm, hoàn toàn không tệ chút nào khi bạn chỉ cần đầu tư 4 tháng công sức mà thôi. Bây giờ, nếu bạn đang cảm thấy hoài nghi rằng đây là điều không thể xảy ra được, thì tôi xin cam đoan với bạn, điều này là hoàn toàn có thể. Thực tế, số tiền mà tôi kiếm được sau 4 tháng tôi gia nhập công ty thậm chí còn gấp đôi con số ở trên. Vì thế, đây hoàn toàn là sự thật và có thể thực hiện được. Hãy tiếp tục nhìn vào tháng thứ 5 nhé. Doanh số của tháng thứ 4 sẽ là bàn đạp cho bạn trong tháng thứ 5. Toàn bộ hệ thống của bạn sẽ nhân bản những gì bạn làm, tức là bạn sẽ nhận được rất nhiều nhà phân phối mới ở tầng thứ 2, thứ 3, thứ 4 và bây giờ là tầng thứ 5. Đến thời điểm này, khi bạn đã xây dựng được doanh số và số lượng người bảo trợ khá lớn, bạn sẽ nhận được nhiều hoa hồng hơn theo chính sách của công ty. Bên cạnh tiền thưởng bạn nhận được từ tầng thứ nhất, hoa hồng quản trị viên và hoa hồng theo doanh số, bạn sẽ nhận được cái mà chúng tôi gọi là hoa hồng loại B ở ngay bên dưới đây. Hoa hồng này đến từ những quản trị viên đang bắt đầu hình thành trong hệ thống của bạn. Cụ thể ở đây, bạn đang có 3 quản trị viên. Bạn sẽ nhận được một số phần trăm nhất định từ doanh số của họ. Mức hoa hồng tổng cộng mà bạn có thể được nhận trong tháng này là hơn 14.000 đô la. Tôi đã có thể dừng lại ở đây vì con số này là quá lớn đối với rất nhiều người trong chúng ta rồi. Nhưng vì đã có rất nhiều người hỏi tôi vì sao trong ngành kinh doanh theo mạng lại có những cá nhân với thu nhập 20-30.000 đô la một tháng, chắc hẳn họ phải có bí quyết gì đó. Tôi xin thưa với bạn rằng chẳng có bí quyết gì ở đây cả, mà chỉ đơn giản là sự nhân bản cộng với sự đầu tư thời gian và công sức để xây dựng hệ thống downline mà thôi. Giờ đây, nếu bạn nhìn vào tháng thứ 6, bạn có thể tin tưởng rằng doanh số của tháng thứ 5 là một tiền đề tốt để bạn tiếp tục hoạt động. Bạn sẽ bảo trợ 3 người vào tầng thứ nhất của mình, đồng thời mỗi người trong toàn hệ thống của bạn cũng sẽ bảo trợ 3 người khác. Bạn sẽ thấy một sự tăng trưởng mạnh mẽ trong doanh số của mình. Tại thời điểm này, bạn sẽ có 6 quản trị viên trong tầng thứ nhất, nhưng cũng đồng thời có 6 quản trị viên đang trong quá trình thử thách để được công nhận danh hiệu. Điều này đồng nghĩa với việc trong một vài tháng tới, bạn sẽ đạt đến điểm trả thưởng cao nhất dành cho quản trị viên trong chính sách hoa hồng của công ty. Với cách trả thưởng tương tự, nhưng với một hệ thống lớn hơn rất nhiều,
Thu nhập hàng tháng của bạn đang ngày càng gần hơn với con số mà những người đứng đầu trong công ty đang kiếm được. Bên cạnh đó, khả năng phát triển giờ đang có thể xem là vô hạn. Bạn sẽ thắc mắc rằng, liệu điều này có thật sự đơn giản như những gì tôi nói không? Câu trả lời là có. Thực tế, mô hình này quá đơn giản và quá khác với cách làm kinh doanh truyền thống, nên hầu hết mọi người khi nghe qua đều không thể tin và không muốn thử thực hiện. Thế nhưng trong xã hội, có rất nhiều người đang tìm kiếm những cơ hội tương tự thế này, và đơn giản là bạn chỉ cần giới thiệu cơ hội này cho họ mà thôi. Có thể những gì mà bạn đang biết cũng chính xác là những gì mà họ đang cần. Đó là những người quan tâm về sản phẩm độc đáo của công ty chúng tôi và muốn trải nghiệm tính hiệu quả của nó. Hoặc đối với họ, một khoản thu nhập phụ trội sẽ giúp họ rất nhiều trong cuộc sống khó khăn hiện tại. Hoặc có thể họ có những ước mơ và sẽ chẳng bao giờ thực hiện được nếu họ cứ mãi bận rộn với những gì mà họ đang làm. Ngày nay, rất nhiều người có ước muốn được dành nhiều thời gian cho gia đình hơn, thời gian để xây dựng nhiều mối quan hệ hơn hay dành thêm 1-2 giờ mỗi ngày bên cạnh con cái của mình. Bên cạnh đó, cũng sẽ có những người quan tâm đến cơ hội này vì họ muốn thoát khỏi công việc hiện tại của mình, họ muốn tận hưởng một cuộc sống tự do và được lựa chọn. Dù họ là ai, dù lý do của họ là gì, đơn giản là bạn chỉ cần cho họ thấy mô hình mà tôi vừa hướng dẫn cho bạn mà thôi. Hãy tóm tắt lại mô hình trên một cách ngắn gọn nhé. Trong vòng 6 tháng tới, bạn hãy đặt hàng và sử dụng $100 sản phẩm mỗi tháng. Đồng thời bảo trợ 3 người mới vào công ty mỗi tháng và hướng dẫn mọi người mới thực hiện đúng những gì bạn đã và đang làm. Mô hình nhân bản đơn giản này là lý do mà hàng nghìn người đã đạt được một nguồn thu nhập ổn định, chăm lo cho gia đình của họ và sống một cuộc sống mà người khác sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được. Bây giờ đến lượt bạn.